kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner X 2.9 có cái màn lột xác đời thực đầy táo bạo với cái dàn chân X1R. Dù mới được ra mắt nhưng ngay lập tức Winner X 2.9 đã được các biker sở hữu và thực hiện ngay cái màn lột xác đầy táo bạo để gây phấn khích cho người xem. Dẫn chính điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc Winner X 2.9 nổi bên dưới đây được hiện tại cái tiệm The Can Bình Dương. Xem lúc nãy ta thấy em ấy được phát cho mình một áo mới với cái màu xanh lục bảo trên cái tem nhôm xước, kèn chân điểm nhấn mạnh mẽ thốt người xem với những món đồ chơi tiễn được các fan xem cực kỳ hổ, và chúng ta cùng xem trực tiếp bên dưới nhé. Phần được trang bị cho mình là cốp não NVX 155 cánh phải với cái càng của bờ ta thắng. Đó thật sự thay đổi mạnh mẽ nhất ở cái phần đầu. Trang chân nó bọc với cái mâm vàng hóng ánh thương hiệu của X1R. Đây là cái sản phẩm giá trị khoảng 15 triệu đồng. Thực tế nó gắn như riêng cho cái chiếc X4 1.10. Còn ở phiên bản Winner X 2.9 chắc chắn sẽ thực hiện lại vài chi tiết mới gắn hoàn chỉnh được. Hệ thống phanh bánh lái trước được nâng cấp mạnh theo Anlin 4X qua có sự hỗ trợ của bát nhôm CNC chạy từ máy. Cấp đơn X1R thiết kế tự như cái mẫu là NSA huyền thoại từng được anh em chơi xe ưa chuộng. Ta thấy nó mang lại cái sự cứng cáp mạnh mẽ cho xe, tạo một luồng cơ bắp chỉ thiên về một phía. Hai tóc cái giảm sóc lái đeo đi cùng với bình dầu rời, mẫu phục này được mình cái nitrogen là cực đẹp. Bình dầu Nissin đi cùng với ống dầu trong suốt. Bờ mông được khoe trọn vẹn nếu cái biển số được ốp gầm. Ống xả cho âm thanh tê tái lực hơn quất lon Aonoris Titan kết hợp cùng với cổ Titan cực đẹp trong từng khúc nối. Dù mới được ra mắt nhưng cái bản độ đẳng cấp thế này rồi, chắc hẳn anh em sẽ còn phát súng tiên phong cho những cái dàn chân hầm hổ ngoài thực tiếp theo. Winner 110 đến từ nữ biker Sài Gòn cực chất. Các chiếc Winner 110 bên dưới đây thuộc sở một cái bạn có cái biệt danh tên là Huyền Phạm. Chiếc xe được cô chủ nhỏ chọn lại đọt đồ chơi ấn tượng, cùng với đó là cái sự nổi bật bộ mâm CNC của Race Boy có mức giá trên cái chục cũ. Đã đạt ấn tượng khó phai cho bản độ cô chủ nhỏ đặt phát cho mình em ấy một bộ tem phong cách Racial đỏ rất là lùng, rực rỡ. Lớp tông màu này giúp chiếc xe sáng hơn, thúc được ánh nhìn khi diễn ở trên phố, đặc biệt người cầm cương đó chính là phải đẹp. Cái phần đồ chơi trên xe được kiểm soát rất mạnh, chứ được trang bị cái cụm thắng Rainbow Asset đem lại cái lực phanh mạnh và dịu dàng, êm ái hơn cho người dùng. Bên cái phần tay được tạo điểm nhấn bằng những chốt Rinam. Toàn bộ được tích hợp một cái bình dầu xăm khói Rainbow nhỏ ở phía trên, dùng làm cái ổ khí dầu phụ cho cái bộ phanh. Còn bên mặt tay trái ta thấy cái sự hiện diện của cụm tay tiếp em chính hãng từ Đông Nam Ý, được rất nhiều em chia sẻ ngày nay là ưa chuộng bởi mướn thành dễ chịu với những cái mẫu CTK khác. Ngoại hình vẫn đẹp và thẩm mỹ, vì là những món đồ chơi độ chế nên hai cái bộ cụm này khi lắp vào xe phải phát mũ rất nhiều để không gây vướng víu và cả cấn khi phải lắp. Nhìn xuống dàn chân trước thấy một vùng trệt quay thuộc với cái sự cướp mặt cái dầu heo đỏ. Đây là cái đường ống chìa nhất dẫn chìa dầu từ tay thắng xuống heo dọc Rainbow lục lớn hai biết đã xứng ở bánh trước đi cùng với đĩa cà phờ. Tuy nhiên do kích thước lột ốc đĩa là không phù hợp với cái mâm nên chủ xe mới đặt làm riêng một cái rất lòng CNC đi kèm heo heo nữa. Cái dàn đồ chơi không dừng ở đó, cô chủ nhỏ còn trang bị thêm một cái bộ bê đặt Rainbow được bắt vào cái sườn kim của xe thông qua một bộ phát CNC phụ nối dài. Vì cái lột ốc trên sườn chạm bê đặt cùng nhau tạo xung quanh là cái ốc Rinam nổi bật. Chà cốc này ta có cái sự trọn vẹn hơn và cái chú heo dọc Rainbow lục lớn hai bên đã xứng được làm cái phát xây ngược tự như cái dòng lọc phân có lớn mà ta thường thấy. Về kích thước heo dầu là khá lớn nên người chủ phải kê cái đĩa thắng ra sau hơi lộ bên ngoài tí xíu để có cái khoảng nhất định giúp cho xe vận hành cánh mâm không cả cấn vào trong của heo dầu. Hơi thở được ấn định bằng cái bộ của Rider FE kết hợp cùng với cổ Titan để được xe nhẹ nhàng thoáng hơn sử dụng cái bu xin. Cái bộ Holin đi cùng với bình dầu rời để tạo một cái điểm nhấn vàng rực cho xe. Với cái cấu tạo lò xo tiêu bục lớn hơn xin, sản phẩm này cho cái lực chịu tải là cao hơn.
cũng như khả năng hồi trả được cô chủ kiểm soát trực tiếp thông qua hai nấc chỉnh nằm ở chân vụt cho bình dầu. Chạy chân sổ chính mình, cái mâm của Rexboy CC nằm kèm có mức giá khoảng là 10 triệu đồng, nên được nhiều em chia xe mời trong nhiều năm qua mà không phải ai có điều kiện cũng thể mua được. Và chiếc xe đang khoe dáng cùng với những người bạn cùng đam mê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến màn trực tiếp, nhớ like, subscribe.